Đang bắt đầu nhé. Tức là tôi hôm trước chúng ta vì hôm trước nhanh quá nên mà là nhanh quá nên mà hết chưa kịp xong. Tức là cái tôi có như vậy, tôi có hai cái buổi nói về cái hệ mà đối tượng dữ liệu ở trong Python. Tức là ý của tôi là muốn như này là chúng ta sẽ cũng chỉ học một lần thôi, nhưng mà để hiểu được cái khái niệm đối tượng là một nhé. Cái khái niệm đối tượng dữ liệu ở trong Python này. Đấy. Trong Python này. À, chúng ta sẽ học mà sẽ cái này chúng ta đã biết rồi hôm trước đây này. Bây giờ chúng ta sẽ hôm trước cũng nói về cái phân loại sơ bộ các cái kiểu dữ liệu trong Python. Đấy. Thì hôm trước chúng ta đã học sơ qua, đã biết là cái dữ liệu ở trong Python có thể nó chia ra làm là tổng thể, nó chia làm hai cái nhánh. Một cái nhánh là nôm na nó gọi là dữ liệu đơn. Đấy, dữ liệu đơn như là số nguyên này, là số thực này, float này, rồi là dữ liệu là bool này. Đấy, dữ liệu là bool nhé, hay là cái dữ liệu là nan chẳng hạn, nó là nan thai nhé. Đấy. Và hai là cái dữ liệu không đơn. Đấy, thì có thể chúng ta gọi là dữ liệu thùng hay là dữ liệu phức. Tôi tạm thời đặt tên là dữ liệu thùng nhé. Dữ liệu thùng là dữ liệu là hình như là nó chứa các cái đối tượng dữ liệu khác ở bên trong. Đấy, thì nôm na là chia như thế nhé. Thì đây là hôm trước chúng ta đã biết rồi, và trong dữ liệu thùng này hôm trước tôi đã nói sơ lược qua là cái dữ liệu thùng này thì nó như thế này, thì nó dữ liệu thùng này chúng ta hiểu nôm na dữ liệu thùng nhá. Dữ liệu thùng này, đây là thùng này, thì bên trong nó có một lớp con rất quan trọng, nó gọi là dữ liệu tuần tự. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem kỹ hơn cái tuần tự này nhé. Đấy, tuần tự. Và bên trong tuần tự nó có một lớp dữ liệu nữa rất quan trọng là dữ liệu dãy. Dãy ví dụ như là ta đã biết rồi, dãy như là ví dụ như là dữ liệu là string này, dữ liệu dãy này, dữ liệu là range, dữ liệu là list. Đấy. List là danh sách đấy, hay là tuple. Thì đây là cái dữ liệu dãy rất quan trọng. Dữ liệu dãy là dữ liệu mà chúng ta có thể dùng chỉ số để chúng ta mô tả từng phân tử một của nó. Đấy. Còn cái tuần tự này là nó không phải là dãy nhưng vẫn đang trong thùng cái tuần tự này này. Đấy, thì là chúng ta biết là gồm có những cái gì là dữ liệu là set tập hợp này. Đấy, dữ liệu là từ điển dictionary. Đấy. Nhưng mà cái này chúng ta chưa được học, mà biết như vậy thôi. Đấy, thì thực ra cái lớp tuần tự này là quan trọng. Được rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ nó kỹ hơn một chút ở cái phần này. Và cái phần thứ ba chúng ta sẽ được học hôm nay là cách chúng ta tạo ra các cái kiểu dữ liệu mới trong Python. Cái phần này phần rất là hay luôn đấy nhé, rất là hay. Trong chương trình là tin lớp 11 ý, mà CS, thì ở trong cái bài cuối cùng của cái định hướng CS của tùy một thì có một cái bài là chúng ta phải tạo ra kiểu dữ liệu mới, là kiểu dữ liệu là danh sách liên kết. Đó, danh liên kết là kiểu dữ liệu mà nó không phải là kiểu dữ liệu là mảng, kiểu dữ liệu làm danh sách liên kết là kiểu dữ liệu tuyến tính, nhưng mà là chúng ta không dùng các kiểu dữ liệu bình thường như này để chúng ta xử lý nó, mà chúng ta phải tạo ra một kiểu dữ liệu mới. Thì như vậy cái phần này là phần học có cần dùng đến cho lớp 11. Còn lớp 12 thì rất là nhiều. Lên lớp 12, những ai mà học sâu hơn về CS thì toàn bộ các kiểu dữ liệu mà được tạo ra trong lớp 12 là hầu hết đều là kiểu dữ liệu mới hết, và đều phải tạo bằng mà đều phải dùng kích thức ở trong phần này. Đấy, này chú ý. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Như vậy đây tổng thể, đây là toàn bộ tất cả những cái gì mà chúng ta thì hôm trước là mới nói cái phần này là đã hết thời gian rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ sơ lược qua những cái phần này nhé, sơ lược qua một chút trước khi chúng ta sang cái phần này. Thì
Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa về cái phân biệt thế nào là thùng, thế nào là tuần tự, thế nào là dãy. Tất nhiên là thông qua những khái niệm này chúng ta biết rồi, nhưng mà bị câu hỏi đặt ra là có thể tạo ra, chúng ta có thể tạo nhanh kiểu dữ liệu là thùng hay tuần tự hay là dãy được không? Được, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đây, chúng ta cùng nhau nhé. Thôi, bây giờ tôi sẽ tôi định nghĩa cho chính xác hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có một số định nghĩa mà quan trọng, một số định nghĩa nhé. Định nghĩa quan trọng này. Đầu tiên, thế nào là dữ liệu thùng? Đầu tiên là thế nào là dữ liệu thùng? Thì hôm nay sau dữ liệu thùng là cái kiểu dữ liệu, là kiểu dữ liệu mà nó định nghĩa như sau nhé, là cái kiểu dữ liệu mà nó hỗ trợ cái toán tử in, là cái kiểu dữ liệu mà hỗ trợ toán tử in. Đấy. In là toán tử nằm trong đấy, đúng không? Nằm trong toán tử in. Khi có một cái đối tượng là A nào đó mà có đối tượng là x nào đó mà hỗ trợ các toán tử in này, đó thì nó, cái này nó toán tử này là nó trả về là đúng hoặc sai thôi. Nếu đúng tức là x nằm trong A, còn là sai nếu mà x không nằm trong A. Đó. Thì nếu mà cái đối tượng A mà hỗ trợ cái này thì người ta gọi đó là dữ liệu thùng. Các bạn chú ý nhá, thùng. Tiếng Anh nó là container. Cái này. Đấy, nhưng mà đó là để định nghĩa chính xác khái niệm là dữ liệu thùng nhá. Đấy, cái này các bạn có thể thậm chí cái này chúng ta có thể ghi lại để nhớ nhá. Loại dữ liệu mà cái dữ liệu thứ hai là dữ liệu tuần tự, kiểu dữ liệu là tuần tự. Tuần tự thế nào, nó làm cái theo định nghĩa nó làm cái lớp dữ liệu mà nằm bên trong thùng. Ta lần nó hỗ trợ lệnh in rồi, nhưng còn hơn in nữa là nó còn hỗ trợ cái lệnh là for in. Đấy, là kiểu dữ liệu mà hỗ trợ cái lệnh for in. Đấy. Tức là nó hỗ trợ lệnh duyệt bên trong cái phần tử đó. Ví dụ tôi có viết là for x in A, đấy, trong hai chấm xuống dòng. Đây là cái lệnh là duyệt cái biến x in trong cái đối tượng là A. Đấy, thì nếu mà hỗ trợ cả for in như thế này thì nó là tuần tự. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì tiếng Anh nó là iterable. Đấy, chúng ta chú ý. Đấy, thì tất cả cái dữ liệu mà chúng ta đã biết, dữ liệu là string này, dữ liệu là range. Lệnh range là bản thân lệnh range là có nghĩa là for in range, như vậy là cái range nó là hỗ trợ là tuần tự rồi. Hay là cái list, một cái danh sách thì là một cái mảng chúng ta for x in một cái mảng A thì đã biết rồi. Hay là làm cái list A, hoặc là một cái tuple, hay là một cái tập hợp, hay là một cái từ điển đều hỗ trợ lệnh for in hết nhé. Đấy. Như vậy là tất cả những cái đối tượng nào mà là hỗ trợ lệnh for in thì đều gọi là định nghĩa nó lại là đối tượng tuần tự. Và định nghĩa thứ ba là chúng ta cần ba định nghĩa thôi, là loại thứ ba là thế nào là cái dữ liệu dãy. Thì dãy là ví dụ là con của tuần tự và con của thùng nữa, nó nằm trong tuần tự thì nó nằm trong thùng. Thì cái này là cái là dữ liệu hỗ trợ là kiểu dữ liệu mà hỗ trợ chỉ số. Đấy, có thể chỉ số thông thường từ 0 trở đi, chỉ số để truy cập từng phần tử. Tức là chúng ta có thể viết A như này, mà có thể viết là A0 như này, là A1 như thế này, là các chỉ số thì cái hay là AK. Đấy. Thì cái 0, 1, 2, 3, K nó là chỉ số. Chúng ta lấy từ phần tử đó ra. Đấy, thì là dãy. Thì nếu mà đã là dãy, nó là dãy thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng lệnh là for in được. Cho nên là dãy là trường hợp con của tuần tự. Tuần tự là trường hợp con của in, của thùng, vì là hỗ trợ lệnh in mà. Đó. Còn như vậy đối với dãy thì hiển nhiên ta có thể viết là for x in A được, đúng không? X in A như này, hoặc là chúng ta có thể lệnh như này, hoặc chúng ta có thể là for
hoặc là for i in in range n, xong chúng ta ví dụ chúng ta print cái ai ra đấy, ví dụ như thế nhé đấy. Thì cái đây là dãy mà cho in ra thì như vậy là thì đây là cái chỉ số của cái chỉ ra là nó chỉ là kiểu dữ liệu dãy. Như vậy là dãy nằm trong tuần tự nằm trong cái thùng nhé. Như vậy là dãy là cái chúng ta hay gặp nhất là kiểu là swing này. Cái swing là chúng ta rõ ràng là dùng chỉ số chúng ta truy cập vào từng ký tự một của cái một số ký tự nhé. Hay là kiểu dữ liệu là range chúng ta biết rồi. Kiểu dữ liệu là list chúng ta biết rồi, nó làm cái là dữ liệu là một cái danh sách hay làm cái tuple. Đấy, được chưa? Đó. Thì cái này là nằm bên trong cái là tuần tự. Hiện nay bây giờ phần này chúng ta chưa hề biết cái khác của tuần tự ngoài cái tập hợp và cái set mà cái này chúng ta chưa được học. Đấy. Còn bên ngoài nữa thì là thùng. Thì đây chưa biết được cái gì nhé, chúng ta còn trống thôi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Ngay bây giờ tìm hiểu xem là chúng ta sẽ tạo ra cái đối tượng nó là tuần tự nhưng không phải là dãy. Chỗ này bên dưới này là dãy nhé, đấy ba loại này. Hoặc chúng ta tạo ra kiểu dữ liệu nó là thùng nhưng không phải là tuần tự, làm được không? Hoàn toàn làm được nhé. Đấy. Rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút ở trong cái lớp tuần tự này, cái lớp dữ liệu nó có một cái kiểu dữ liệu con rất quan trọng. Ở trong tuần tự này nó có một cái lớp dữ liệu con rất quan trọng, ngay bây giờ chúng ta sẽ được học là cái kiểu dữ liệu này nó gọi là dữ liệu sinh SC, hay là tiếng Anh nó là generator. Vậy thì đây là một trong những cái rất quan trọng, rất là hay của Python. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì thế nào là dữ liệu sinh nhé, dữ liệu sinh. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Dữ liệu sinh rất đặc biệt, nó rất là hay nhé. Thì thế nào là sinh? Tức là như này này, bây giờ tôi sẽ định nghĩa này nhé. Dữ sinh nó đi với một khái niệm rất quan trọng là có một từ khóa rất quan trọng nữa là như bây giờ như thế này, khi mà tôi định nghĩa một cái hàm đúng không, khi bình nghĩa mình định nghĩa một cái hàm, ví dụ cái hàm một cái hàm f chứ, và tôi trả lại vì tôi return, tôi viết là x gì rồi đầu vào đó là x gì nhé, sau đó tôi return là x gì bình phương cộng 1. Như vậy thì như vậy là cái hàm này là hàm nó chỉ trả về là một giá trị nhé. Tôi có thể tạo ra cái hàm trả về hai giá trị được, tôi định nghĩa cái hàm khác def g đầu vào của tôi là x.y thấy chưa, và tôi sẽ return thậm chí là ba giá trị, return là x nhân y là 1 này, x trừ y là 2 này, và x mũ y là 3. Đấy, thì như vậy cái hàm này nó trả về là ba giá trị, được chưa? Enter, vì tôi biết là g này 12 3, thì cái hàm này nó trả về ba giá trị là 36 9 và 1 7 2 8. Đấy, được chưa? Đấy, thì đây là những cái ví dụ những cái hàm và nó trả về có thể là một hoặc nhiều giá trị, đấy các bạn chú ý nhé. Thì cái hàm mà chúng ta đã rất hiểu rồi, cái hàm này có ở trong Python, ở trong Pascal, có ở trong C cũng có, thì được cho rất hiểu. Thì trong đó nó chỉ có khi nào có cái từ khóa return ấy thì nó sẽ dừng lại và nó trả về giá trị ở đằng sau cái từ khóa return. Còn nếu mà không có từ khóa không có cái giá trị thì nó vẫn trả lại, nó trả về là rỗng, nó trả về là none. Vì tôi viết như này, vì tôi viết là def hat như thế này nhé, và tôi return không thôi được. Khi đó thì cái hát này nó sẽ trả về là thế là thôi, nhưng mà thật ra nó trả về là none đấy nhé, nó trả về là none. Bây giờ tôi viết là type, hay tôi
tai mà hát như thế này thì nó sẽ trở về là năn tai đấy. Thì cái thực ra cái hát này nó chính là năn đấy, đấy được chưa? Đấy thì nó là cái đấy nhé. Thì đó là cái như vậy. Chúng ta khi nhắc đến hàm thì chúng ta hay dùng từ khóa return, mọi người rất hiểu rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một từ khóa mới nữa. Từ khóa này, từ khóa đó là il the. Đấy, đây là từ khóa rất quan trọng nhé. Thì nếu một cái hàm mà thay vào cái chỗ return mà chúng ta dùng il, cái từ này hơi khó đọc từ Anh, chúng ta cần đọc đơn giản là in đi, hay là từ khóa này hơi khó đọc một chút bằng tiếng Anh, thế là chúng ta không quan trọng lắm. Tiếng Việt là y dài, y ngắn, e l d. Rồi thì cái hay của cái hàm này, của cái những cái hàm mà chúng ta trả về cái dùng từ khóa này thì rất hay, thì chúng ta có thể trả về nhiều lần, trả về giá trị và nhiều lần và theo thứ tự nhé. Tôi lấy ví dụ như này, thì tôi đếm cái hàm thuộc kiểu f cho đơn giản như thế, f đây, f nhé. Đây thì như này, tôi dùng lại là il mod xuống dòng ild 3 xuống dòng ild 10 enter nữa đây. Xong thì như vậy bây giờ cái ff là cái hàm gì đây? Là một hàm này, chúng ta hiểu là hàm này nó trả về ba giá trị là 1, 3 và 10, nên nó trả về ba giá trị. Nhưng mà chúng ta chú ý là nó không, đây tôi vì tôi gọi ff đây, nó sẽ không ra cái gì cả đâu, nó ra như này này. Đấy. Nó sẽ hàm ff này là nó khi mà chúng ta gọi cái hàm ff này thì nó không phải như là cái hàm bình thường. Khi gọi hàm bình thường thì nó lập tức nó trả về giá trị ngay. Nó trả về ngay giá trị trong sau từ khóa return. Còn thằng này thì không. Thằng này khi chúng ta gọi hàm thì nó sẽ trả về là một cái đối tượng dữ liệu là generator. Đấy. Mà đối tượng dữ liệu này là đối tượng dữ liệu này là nó có chức năng là sinh ra các cái giá trị. Đấy, nằm sau từ khóa là yield. Như vậy với cái hàm ff này, khi chúng ta gọi là a nhé. A hay chúng ta dùng lại g hoa này ff. Đấy. Thì bây giờ cái giá trị của cái hàm này là gì? Trả lại là một đối tượng dữ liệu mới là g, và cái kiểu dữ liệu của g là cái gì? Kiểu dữ liệu của g là kiểu dữ liệu nó là generator. Đấy. Như vậy generator là một kiểu dữ liệu mới. Kiểu dữ liệu mới mà nó sẽ nằm ở trong đây này, nó sẽ nằm ở trong, nó chính là nằm trong cái nhóm cái lớp tuần tự này. Đấy, tuần tự. Nó đặt tên là generator từ Anh, nhưng mà tiếng Việt là nó mà kiểu dữ liệu sinh. Đấy, và nó là vì nó nằm trong cái tuần tự cho nên nó thỏa mãn cái lệnh for in. Đấy, bây giờ nhé, chúng ta cùng xem thử nhận đây. Khi chúng ta viết là g bằng ff này thì như vậy g sẽ làm đối tượng dữ liệu mới generator, và đây là kiểu dữ liệu là tuần tự. Như vậy là một trong các cách chúng ta tạo ra kiểu dữ liệu tuần tự là chúng ta dùng cái hàm, như hàm đó chúng ta không dùng lệnh return mà dùng cái lệnh là yield như này. Đó. Thì với cái g này là cái đối tượng g này là nó sẽ gồm có ba đối tượng, nó gồm có ba giá trị là 1, 3 và 10, mà chúng ta có thể dùng lệnh for in để chúng ta lấy nó ra. Đây để viết nhé, for x in g. Đấy, như vậy là g vì là đối tượng generator nhé, nó là cái đối tượng dữ liệu mới mà thuộc kiểu dữ liệu là nó chính là kiểu dữ liệu generator hay là kiểu dữ liệu sinh, nhưng mà nó nằm trong cái nhóm cái lớp là tuần tự, và nó hỗ trợ lệnh for x in g. Đây và bây giờ tôi print x gì thì nó chính là gì, nó chính là đây enter, nó chính là 1, 3, 10, thấy không nào? Như vậy là đây là chúng ta có thể duyệt nôm na cái lệnh for x in g là ta duyệt các phần tử nằm ở trong g, chúng ta in nó ra, và đây chính đây. Đấy. Như vậy là cái hàm này là cái hàm nó tạo ra một cái đối tượng mới thuộc cái nhóm dữ liệu, thuộc cái kiểu dữ liệu là tuần tự,
tuần tự, tức là làm nôm na là kiểu, tuần tự là kiểu nó, trong đó nó chứa tuần tự các phần tử ở bên trong, giá trị ở bên trong. Và cụ thể ở đây là chứa các phần tử là 1, 3 và 10. Anh các cô thấy nó thầy hay, nó rất là hay luôn nhé. Nó rất là hay. Bây giờ tôi làm thử một ví dụ hai cho ta hình dung hơn nhé. Đây. Bây giờ sửa như này. Tôi sẽ tạo ra một cái kiểu dữ liệu mới nhé. Kiểu dữ liệu mới là đây tôi lấy ví dụ làm như nào cho hợp lý nhé. Được rồi. Tôi tạo ra một kiểu dữ liệu mới gồm có là n số chẵn đầu tiên. Được chưa? Tạo thế nhé. Tôi sẽ tạo ra một kiểu dữ liệu mới là kiểu dữ liệu tuần tự. Nó sẽ chứa là n là số bất kỳ, n số chẵn đầu tiên. Làm như sau này. Def, đây tôi làm tạo ra một đối tượng mới nhé. Def. Để chúng ta, tôi muốn chúng ta làm quen dần cái làm quen với cái kiểu dữ liệu tuần tự này vì nó rất hay sử dụng trên thực tế nhé. Def này. Đây, tôi dùng cái từ là chẵn đi. Chẵn để tạo cái hàm chẵn nhé. Hàm này có cái đối tượng đầu vào là n, nó là một hàm bình thường. Def mà những cái hàm này đặc biệt, hàm này không, nó hàm này chúng ta sẽ không dùng từ khóa return mà chúng ta dùng từ khóa là yield thì nó sẽ tạo ra đối tượng nhé. Rồi tôi làm như sau này, bây giờ tôi for i in range là đây. Hàm này nó sẽ sinh ra một cái đối tượng là một dãy là tuần tự các phần tử số chẵn nhỏ đến n nhé. For i in range n và tôi kiểm tra như sau, if y là chẵn, if y 2 bằng 0, tức là nếu y là chẵn thì chúng ta dùng cái lệnh là yield y. Đấy chưa? Đấy. Đấy chưa? Thì như vậy cái hàm này tôi enter này. Đấy. Thì cái hàm này như sao được đầu vào nó là n này. Chúng ta là cho hàm như sau, hàm này là như sau, chúng ta cho y chạy từ 0 cho đến n trừ 1 nhé. Kiểm tra nếu mà y mà là chẵn thì chúng ta đẩy ra ngoài nhưng mà dùng từ khóa in chứ không dùng từ khóa là return. Đấy. Return chỉ được một lần thôi, còn in thì được nhiều lần. Đấy. Và khi đó cái hàm này nó trở thành một cái đầu ra của cái hàm này, nó làm một đối tượng dữ liệu. Đây tôi viết nhé, bây giờ tôi viết làm c bằng chẵn 100. Đấy. Thì như vậy tôi enter thì c biến nó không phải là một hàm, không phải là một giá trị, mà nó là một kiểu dữ liệu mới. Type C nó làm kiểu dữ liệu mới nhé, nó làm kiểu dữ liệu mới thuộc kiểu dữ liệu là generator, và generator này thì nằm trong cái lớp là tuần tự. Đấy, tuần tự, và đã tuần tự rồi thì chúng ta có thể được phép là dùng lệnh for in. Thì tôi sẽ in the for này. For x in c và tôi print x và trên một hàng ngang thì này sẽ in ra tất cả các phần tử, các cái số nằm trong c, mà c ở đây là chẵn 100, thì ra là c đây chính là 100, chính là tất cả các số chẵn nhỏ hơn 100. Enter này, nó sẽ in ra tất cả các số chẵn nhỏ hơn 100, thấy không nào? Đấy. Cái này hay lắm các bạn, cái generator này nó rất là hay luôn. Nó thật chúng ta có thể dùng thật ra chúng ta có thể dùng list cho tạo ra một cái dãy cũng được nhé, hoàn toàn có thể dùng list để tạo ra. Nhưng mà các bạn biết là cái nhược điểm của list là gì không? Đây, khi tôi viết là c bằng như này, tôi viết c bằng 100 nhé, thì c nó là một dãy, nôm na là một kiểu generator, nó là một kiểu là làm nôm na nó là tất cả các số nguyên, tất cả các số chẵn nhỏ hơn 100 nhé. Rồi, mình tôi làm cách cách 2, viết là D. Bây giờ tôi dùng cái khái niệm là list các bạn nhớ. X gì nhá, in range. Dùng K cho dễ, K in. Đây là dùng cái khái niệm là tạo list nhanh đấy nhé. List nhanh là 100 này nhá. If y 2 bằng 0. Đấy, thì đây là cách chúng ta mô tả một cái tạo list nhanh, tạo một list nhanh. Và với cái lệnh này thì cái d này chính là chứa tất cả các số chẵn nhỏ hơn 100. Thấy con nào? 100 nhé. Đấy. Ôi. Đây là y nhầm, tôi viết lại nhé. Vậy đây phải là k, nhầm xin lỗi. Này, lúc
lúc y lúc k, ở đây sửa lại là y, ở đây sửa lại là k đấy nhé, là k in range 100 này, ít k là chẵn, enter đấy. Xin lỗi tôi nhầm nhé, đây này tôi nhầm, xin lỗi chờ quên. Đây xin lỗi, nhầm cho nào bạn biết không, bạn không k này, sau đó thì k này số là for k nhầm đấy, em đúng nhất k nhé, xong là for k in, tức là tập cả số k nhưng mà với điều kiện là for k in range 100 ít đấy, thế này mới đúng nhé, thế này mới đúng nhé. Rồi xong rồi đấy, thì bây giờ d d chính là một cái list gồm có là tất cả các số chẵn ở trên đây này, đó, enter này, d chính là các số chẵn từ 0 cho đến 98, được chưa? Như vậy mình nghĩ là đó là d nó giống như c đúng không? Đây c giống như c, c cũng c là chúng ta đây chúng ta chạy c, đó là như thế này. Như vậy về mình nghĩ là đó thì là d giống như c, đấy. Nhưng mà cái khác d bây giờ đây là thuộc kiểu dữ liệu là list nữa, còn còn c ở đây là thuộc kiểu dữ liệu gì? Đây là thuộc kiểu dữ liệu là generator, là tuần tự. Như vậy là khác nhau nhé, cái c này không phải là, nó không phải là kiểu dữ liệu, và cái c này nó không phải kiểu dữ liệu dãy. Cái d này tôi có thể viết d này là không là là xong luôn nhé, được luôn. Còn c thì là báo lỗi ngay, c viết một thì là lỗi ngay. Đấy, như vậy là cái c này nó không phải là nó không phải là cái đối tượng dãy, mà là đối tượng là hàm sinh generator, được chưa? Và nó chỉ hỗ trợ lệnh này thôi, tôi chạy lại lệnh này cho ta xem nhé. Đấy. Vì tôi sẽ nói ý nghĩa của nó, ý nghĩa của cái này nhé, ý nghĩa của cái đấy. Vì thế vì như vậy là nếu mà dùng lệnh for in như này thì d cũng vậy, chúng ta có thể dùng lệnh như hệt này, chúng ta dùng đối với d nhé, y hệt như vậy, chúng ta sửa lại một chỗ này nhé. Đó, vì chúng ta chạy lại lệnh này, nhưng mà đây là d, kết quả giống hệt như nhau. Đấy, như vậy c với d như vậy ở đây chúng ta thấy giống hệt nhau này, giống hệt nhau đúng không nào? À, nhưng mà điều khác biệt là như thế này, khác biệt là như sau này, vì tôi mô tả sự khác biệt này, khi mô tả sự khác biệt này thì ý nghĩa của cái đối tượng dữ liệu tuần tự nhé là như này, cái khác như sau này, d là đối tượng là dãy, thực sự là bên trong nó là chứa, đúng thật nó chứa là 50 cái số cái số chẵn thật, và nó chiếm cái vùng bộ nhớ là 50 cái số nguyên. Còn c thì không, c là cái kiểu dữ liệu mà nó không hề chiếm bộ nhớ gì cả, rất hay rồi, nó rất tiết kiệm bộ nhớ. Nó là khi chúng ta dùng lệnh for in c thì khi nào thì máy nó sẽ kiểm tra, máy nó gọi cái hàm này, nó đây nó gọi vào cái chỗ này đây, và lúc biển khi chạy tới đâu thì nó kiểm tra tới đó, đấy, nên chạy tới cái hàm này, cho nên nó chỉ chạy một lần khi chúng ta dạy thôi, còn sau đó nó sẽ không hề tới bộ nhớ nhé. Đó, ý thứ hai này, bây giờ tôi chạy lại lần hai nhé, đây tôi kiểm tra vì sao tôi chạy lần một ra cái này, đúng không? chạy lần hai này, enter này, lập tức là không thấy gì luôn nhé. Đấy, thì cái hay của thằng generator là như vậy, nó là kiểu dữ liệu tuần tự, nhưng mà chúng ta chỉ được phép khai thác đúng một lần thôi, lần thứ hai là không được. Đây là cái delay điểm, nó làm cho rất tiết kiệm bộ nhớ nhé. Chỗ này là cái delay điểm rất đặc biệt luôn, làm cho ta làm cho thấy chúng ta là rất tiết kiệm bộ nhớ, rất là hay luôn nhé. Thì chúng ta chú ý nhé, cái này là cái rất hay luôn đấy nhé, cực kỳ hay luôn. Nó là cái, tức là cái kiểu dữ liệu mà nó là tuần tự, tức là cho phép thực hiện cái lệnh for ở trên nó, nhưng mà chỉ để phép chạy đúng một lần thôi, không được cho phép riêng cái generator là như vậy, là cho phép chỉ đúng là trong rất nhiều bài tập, bài toán chúng ta dùng cái đó, trong rất nhiều bài toán rất dùng, rất là hay, nó chạy một lần thôi cho nó tiết kiệm bộ nhớ lắm, tiết kiệm bộ nhớ, không như là thằng list. Khi list chúng ta tạo ra một dãy như này thì nó rất tốt bộ nhớ, ví dụ tạo cho ta tạo list như này này là nó rất là tốt bộ nhớ này. Đó, rất là hay thôi nhưng mà nó tốt bộ nhớ. Còn dùng cái generator này thì nó rất là hay. Như vậy đối với generator, tức là chúng ta dùng cái hàm mà nó là mô tả hàm nhưng mà nó trả lại giá trị là dùng cái từ khóa yêu như này, hay thì nó sẽ làm cái generator. Như vậy đây cho thấy, đây là một ví dụ để cho thấy là dùng generator này là chúng ta tạo ra một kiểu dữ liệu mới, mà thực sự là nằm trong tuần tự nhưng không phải là dãy. Đó. Nhưng nó khác với set và dict nhé. Set dict là tại bây giờ còn là kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu cơ bản của Python. Còn cái generator này, cái sinh này thì nó không phải. Chúng ta có thể tạo được
Nhưng mà dùng từ khóa, dùng cái từ khóa là yêu để chúng ta tạo ra, khai báo như là hàm bình thường thôi, nhưng mà khi tạo ra cái hàm đó, ta dùng từ khóa yêu để chúng ta tạo ra các cái phần tử của nó. Chính vì là cái hay của thằng này là nó cái hay của thằng này nó là như vậy, cho nên là chúng ta thậm chí chúng ta có thể dùng tạo ra cái kiểu dữ liệu sinh mà nó chứa là vô hạn các phần tử. Cho xem nhé, đây ví dụ này rất là hay nhé. Đây bây giờ như này nhé, bây giờ tôi có thể tạo ra một cái dãy không phải là 100 số chẵn mà là vô hạn các số chẵn. Làm được không? Làm được. Đây tôi chuyển ra SQL, cái này rất hay của Python này. Chúng ta tạo ra một cái lớp, một cái hàm mới nhé. Hàm này tôi hiệu là chẵn thuộc về với tiếng Việt này. Rồi, viết là vô hạn. Đấy, hàm này. Đấy. Cái hàm này là nó sẽ tạo ra một kiểu generator mà nó chứa tất cả các số chẵn, vô hạn các số chẵn. Nha, đây bây giờ làm cho bạn xem đây. Để chúng ta viết là k này. Này k bằng 0 trở đi nhé, đó. Và y là y true luôn nhé. Đây cho nó vòng lặp vô hạn luôn này. Và chúng ta kiểm tra này, if nhé. If mà là k chia cho 2 mà bằng 0 ấy nhé, thì chúng ta sẽ in, dùng lệnh này, in k nhé. Đấy. Và sau đây chúng ta tăng k lên một đơn vị. Đấy. Vì đây là vòng lặp vô hạn cho nên là cái lệnh k này tăng lên vô hạn, mà chỉ khi nào mà k chẵn thì nó có lệnh in này thôi. Đấy, chúng ta chú ý nhé, chúng ta enter này. Đấy. Và bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta tạo ra một cái gọi là C mới nhé, C new này. CN thì C new nhé. Bằng là chẵn vô hạn này. Enter. Thì C new của chúng ta, bây giờ C new của chúng ta nó là một kiểu, nó chỉ là kiểu dữ liệu là generator thôi. Đúng không nào? Nó là kiểu generator này. Nhưng mà cái hay của CN này, CN là chứa vô hạn các cái phần tử nhé. Đây là làm thử một lệnh nhé, for này, for x in cn, và chúng ta sẽ print x in trên một hàng dọc đi. Đấy thì lệnh này nó sẽ in ra trên màn hình, in ra là vô hạn các số chẵn không bao giờ hết. Đấy. Nhưng mà ở đây chúng ta mô tả một cái đối tượng là tạo ra một đối tượng, đó là cn, một đối tượng mà là chứa vô hạn các số chẵn luôn. Thì là hay các bạn theo bên enter thử ra thấy xem nó sẽ in ra mãi không bao giờ hết. Các bạn cứ để này nó chạy cả ngày mai, chạy cả đời không bao giờ hết, vì nó in ra tất cả các số chẵn trừ khi chúng ta có lệnh ta dừng lại, chúng ta bấm Ctrl C nó dừng lại thôi. Đấy. Được chưa? Như vậy là cái CN của chúng ta, nó là như vậy nhé. Bây giờ tôi chạy lần hai này, for x in CN này, tôi chạy lại lần thứ hai nhé, và tôi print x, nó có ra không? Enter, nó sẽ không ra gì cả. Nó chạy tiếp, vẫn chạy tiếp vì nó không bao giờ hết cả, cho nên chạy mãi nó không bao giờ hết, mà nó dừng lại, nó không bao giờ dừng lại, chạy, xin lỗi. nếu mà nó là dãy mà là hữu hạn phân tử thì nó sẽ dừng lại, như đây là vô hạn phân tử nhưng mà nó chạy mãi, thôi không sao. Như vậy chúng ta vừa mới tạo ra được một cái đối tượng dữ liệu là gì, là kiểu generator, nó là để minh họa cho các bạn là nó đúng thật là có một kiểu dữ liệu thật sự mà là nằm trong cái nhóm tuần tự này. Đấy, được chưa? Đấy. Thì đây là cái rất hay nhé. Thì bây giờ tôi lên đây làm thêm hay dừng lại đây nhỉ. Không, dừng lại đây nhé, chúng ta sẽ quay lại cái này sau nhé. Bây giờ tôi trước khi sang cái phần chính của hôm nay, tôi nói thêm một chút nữa. Như vậy là ở trong Python ý, thì các bạn chú ý là mọi đối tượng dữ liệu đều là một cái lớp nào đó nhé, đều là cái lớp nào đó nhé. Đây tôi vẽ lại cho các bạn xem nhé. Ta nhớ lại một chút.
Như vậy ở trong Python ấy, ở trong Python thì làm mọi cái đối tượng ở trong Python nhé, thì mọi cái đối tượng dữ liệu, đối tượng dữ liệu thì đều là gì, đều là đồng nhất với một cái lớp nào đó, một cái lớp nhé. Số nguyên hay là số thực hay là bool hay là string hay là list hay là tuple hay là gì đó đều là các đối tượng dữ liệu hết nhé, mà chúng ta dùng lệnh type mà chúng ta biết là nó thuộc cái lớp nào. Đấy, thì như vậy là muốn tạo dữ liệu mới chúng ta phải tạo ra một cái lớp mới nhé. Được rồi, thì một cái đối tượng dữ liệu thì chúng ta chú ý là như sau này, là nhắc lại là khi chúng ta tạo ra, khi chúng ta viết là x bằng 10 chẳng hạn. Đấy, thì máy tính sẽ tạo ra một cái đối tượng dữ liệu mới là 10, và đối tượng đó nằm ở trong bộ nhớ. Đây, khi tôi tạo ra thì dùng đối tượng nó sẽ nằm trong cái bộ nhớ nhé. Trong bộ nhớ. Và x là một con trỏ, sẽ trỏ vào cái đối tượng này. Và đối tượng này nó, chúng ta biết là nó có bốn cái tham số rất quan trọng. Như trước nói rồi đúng không? Một cái tham số là kiểu rất quan trọng. Tham số thứ hai là id, là cái địa chỉ, là cái địa chỉ của cái ô nhớ này ở trong bộ nhớ. Cái tham số thứ ba là cái value, là cái giá trị của cái giá trị của cái đối tượng này. Như vậy ở trong Python thì giá trị, cái này thì anh Việt nên là giá trị nhé, thì giá trị nó làm cái thuộc tính của đối tượng. Thân cái này nó làm cái object, nó làm một đối tượng nhé. Hay đúng hơn là nó làm một cái Python object nhé. Python object. Đấy. Đấy. Mà chữ O này là viết hoa nhé. Đấy, hay là một số sách viết là P object cũng được. Mà chữ O này là viết hoa. Chúng ta chú ý nhé. Đấy, lần nữa chúng ta sẽ làm quen khái niệm là object, mà chữ O viết thường lại khác nhé. Đấy, chữ O viết hoa trong từ object nó là chính là cái đối tượng dữ liệu mà chúng ta đang làm việc. Còn một cái ô nữa đây là chỉ nó gọi là reference count, là mô tả xem là có bao nhiêu các cái biến đang trỏ vào cùng vào cái đối tượng này, được chưa? Rồi, như vậy là mọi đối tượng ở trong Python là như vậy nhé. Và với cái đối tượng dữ liệu ấy thì nó có hai toán tử rất quan trọng. Chúng ta chú ý phân biệt hai cái toán tử rất quan trọng. Toán tử rất quan trọng. Một cái toán tử là toán tử như này này. Đấy. Đây là toán tử so sánh giá trị. Đấy. Xem là hai đối tượng này nó có bằng nhau hay không. Thì tôi biết là x gì bằng y như này. Đấy, thì nó sẽ trả về true nếu mà x gì có giá trị bằng nhau. Và nó trả về là false nếu xy là có giá trị khác nhau, sánh giá trị nhé. Đấy, còn toán tử thứ hai rất quan trọng, toán tử là is. Đấy, thì nó so sánh đối tượng, hay đúng là so sánh, tức là so sánh địa chỉ, so sánh địa chỉ của đối tượng, hay là so sánh đối tượng thôi, địa chỉ đối tượng. Đấy, đang chú ý nhé. Như vậy nó có hai cái toán tử khác nhau. Cái này là cái rất chú ý vì rất nhiều người nhầm lẫn cái chỗ này. Đây, khi tôi viết nhé. Đây. Khi tôi viết là x gì bằng 10 nhé, y bằng 20 này, đúng không nào? Thì khi tôi viết là tôi kiểm tra x gì y. À, cái này này. X mà là for ấy, tức là x y là hai đối tượng khác nhau ở trong bộ nhớ. Đấy. Là for. Còn nếu mà là true, nếu mà x là hai cái đối tượng là bằng nhau, là như nhau ở nhau ở trong bộ nhớ. Còn khi tôi viết là x bằng y như thế này thì nó là so sánh về mặt giá trị. Được chưa? Giá trị. Yeah. Tôi được cái này hơi khó hiểu, tôi biết này hơn, nhưng vì tôi viết là a này. A bằng này 1 này 2 3. Chưa? B cũng bằng là 1 2 3. Đấy, thì cái id của a nằm ở đâu? Id của a là tại cái địa chỉ này. Có cái id của b nằm ở đâu? Id của b nó sẽ nằm ở một địa chỉ khác. Đấy, suy ra là a mà is b này là nó sẽ không bằng nhau.
A, B không phải hai đối tượng trùng nhau trong bộ nhớ, vì nó nằm trong hai bộ nhớ khác nhau. Tuy nhiên chúng có cùng giá trị, cho nó suy ra là A sẽ bằng gì? A là kiểm tra A có phải bằng B hay không. Đấy, thì nó là bằng nhau, nó là true. Đấy, và đây rất rõ nhé. Vậy đây là A, B mặc dù giá trị bằng nhau nhưng mà nó là hai đối tượng khác nhau trong bộ nhớ. Nó là hai object, hai cái P object khác nhau. Đấy, chúng ta chú ý. Mặc dù chúng có cùng giá trị. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Cái này là cái rất quan trọng đấy. Đấy. Khi tôi tạo ra là A bằng 1, 2, 3 viết như thế này. Đấy. Thì tôi đã tạo ra là một cái ô nhớ ở trong bộ nhớ, nó là kiểu dữ liệu gì? Nó là kiểu dữ liệu là list nhé. Và có giá trị của nó là 1, 2, 3. Khi tôi viết là B bằng 1, 2, 3 thì tôi sẽ tạo ra một đối tượng dữ liệu mới khác nằm một chiếc khác trong bộ nhớ và có cùng giá trị là 1, 2, 3. Đấy. A trỏ vào đây, B trỏ vào đây. Đấy. Được chưa? Chúng ta chú ý nhé. Và như vậy là AB là các cái chỉ là hai đối tượng khác nhau nhưng mà chúng có cùng giá trị, thấy không nào? Đấy. Cái điều này đều rất đặc biệt nhé. Khi biết thì viết như này. Khi tôi viết là đây tôi viết nhanh về tôi viết là viết với A nhé, A 1 2 3 4 này, 2 3 5 này. Được chưa nhé? Biết tôi viết là B bằng A. À thì lại khác nhé. Khi lệnh gán ở trong Python viết này thì tôi tạo ra một cái tên mới là B và cùng trỏ vào đối tượng A. Đấy. Được chưa? Và khi như này thì AB sẽ là cùng đối tượng cùng giá trị. Tôi viết là B này is A nó sẽ cùng nhau luôn, nó sẽ là true luôn này. Vì là B và A cùng trỏ vào một cái đối tượng và khi đó B thì nhiên B nó vẫn là, nếu mà hai cái này mà cùng đối tượng thì sẽ là phải cùng giá trị thôi. Ngại không lại không đúng nhất. Bây giờ tôi làm sao? Bây giờ tôi sẽ bổ sung vào A một cái đối tượng, một dữ liệu khác nhé, là 10. Đấy, thì như vậy là A là nó thay đổi. Nhưng vì A là kiểu dữ liệu là gì? A là cái kiểu list, kiểu dữ liệu là khả biến, tức là cho phép thay đổi giá trị, cho nên là cái ID của A nó vẫn như cũ, ID của A nó vẫn nằm chỗ cũ nhé. Nó vẫn nằm ở chỗ cũ. Đấy. Vẫn nằm ở chỗ cũ ở trên này. Đấy, đâu rồi? Quên mất cũng là nằm đây nhé. Và khi đó thì B ID của B nó vẫn là thế, vì B cũng trỏ vào A mà, vẫn là như cũ, cho nên khi đi B nó cũng thay đổi theo nhé. Đấy. Khi mà tôi đặt là B bằng A như này nhé. Thì nếu A thay đổi giá trị thì B cũng thay đổi theo. Đấy, và thế nào? Chỗ này là chỗ mà rất đặc biệt. Chỗ này là chỗ mà rất nhiều người nhầm lẫn nhá. Cho nên là ở trong Pascal và C cái lệnh B bằng A là tôi cất cái A đi và lưu vào B. Sau đó A thay đổi thoải mái, B không thay đổi, nhưng mà đây là không nhá. Lệnh B bằng A thì A B cùng trỏ một đối tượng, cho nên A thay đổi thì B cũng thay đổi theo. Đấy, nếu mà A là kiểu dữ liệu là khả biến. Đấy. Nhưng mà chúng ta phân biệt hai cái khái niệm là đối tượng và giá trị, được chưa? Được rồi. Thế bây giờ chúng ta biết sơ sơ các cái khái niệm cơ bản rồi, nhắc lại một chút nhé. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra các cái đối tượng dữ liệu mới. Được rồi. Thì ở trong Python thì mọi kiểu dữ liệu mới đều phải tạo bằng cái từ khóa class set nhé. Rồi thì cái đây thì tôi mô tả luôn. Thì ở trong Python thì cái việc tạo một đối tượng dữ liệu mới thì tạo như thế nào? Đây, để tạo một kiểu dữ liệu mới. Vừa nãy chúng ta đã học cái cách là tạo kiểu dữ liệu từ generator, nhưng thì dùng hàm thì đó trở đặc biệt những cái trường hợp mà ta vừa nãy ta đọc là tạo generator là kiểu dữ liệu là sinh ấy, nằm trong tuần tự ấy. Thì riêng cái này thì nó đặc biệt, chúng ta dùng khái niệm hàm và có từ khóa là IALD. Đây là trường đặc biệt nhé, đây là trường hợp rất là hãn hữu là chúng ta có thể dùng hàm chúng ta tạo ra kiểu dữ liệu mới. Còn nói chung tất cả kiểu dữ liệu mới này đều bắt buộc phải tạo bằng từ khóa class, dùng từ khóa class nhé.
Class. Thì cái làm như sau này. Tổng quát nhá. Tổng quát là như này, chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ dùng cái từ khóa class viết nhé. Sau đó chúng ta mô tả cái tên của cái tên kiểu dữ liệu mới, tên của lớp mới, tên của kiểu dữ liệu mới. Rồi nhá. Có thể có hoặc là không rồi. Sau đó là hai chấm xuống dòng. Sau đó là phần mô tả. Mô tả cái lớp này. Mô tả cái lớp dữ liệu này. Đấy. Thuật vào nhé. Chị đây là cái cú pháp để chúng ta định nghĩa một kiểu dữ liệu mới, được chưa? Đấy. Bây giờ tôi tạo ra một kiểu dữ liệu đơn giản, chúng ta bất kỳ đấy nhé. Có cái mô tả cho ta sẽ học sau nhé. Bây giờ tôi tạo một kiểu dữ liệu mới này đây. Bây giờ tôi dùng khái niệm là class này. Tôi tạo ra một cái lớp dữ liệu mới kiểu là C đi nhé. Hai chấm xuống dòng. Thậm chí tôi có thể mô tả kiểu dữ liệu C mà là rỗng hoàn toàn. Thì ở trong Python nó có một cái từ khóa dùng để thay thế cho một cái cho tất cả cho để có thể thay thế cho cái việc là ta mô tả một cái phần lập trình là rỗng. Đấy, mô tả rỗng. Vì tôi muốn mô tả cái rỗng dùng cái từ khóa là pass. Cái pass này dùng rất nhiều nhé. Chúng ta có thể mô tả một cái hàm rỗng, một cái kiểu dữ liệu rỗng. Chúng ta dùng cái pass này, enter. Đấy, như vậy tôi vừa mới tạo ra một kiểu dữ liệu mới đặt tên là C, được chưa? Đấy. Và khi tạo ra xong rồi thì chúng ta sẽ dùng cái lớp này để chúng ta sẽ tạo ra các cái đối tượng dữ liệu mới. Như vậy là cái class ấy, cái lớp đó, một lớp có thể ta tạo ra các cái đối tượng dữ liệu. Tôi dùng xxc này bằng C. Đấy, C. Enter. Thì bây giờ x là kiểu dữ liệu mới rồi. Chúng ta time nó xem x là kiểu dữ liệu nhé. Time x nó là kiểu dữ liệu gì? Nó thuộc kiểu nó là chính là cái lớp C ở đây. Cái này chúng ta hình dung sau cái này chúng ta bỏ qua đi. Vì nó nằm trong cái miền này, nó chính là C nhé. Như vậy C x làm một đối tượng dữ liệu nhé. Đấy. Khi tôi viết là khi tôi viết này thì máy hiểu như vậy có một cái kiểu dữ liệu mới. Và là một lớp dữ liệu mới chứ. Mà một lớp dữ liệu mới đó sẽ được khi chúng ta muốn dùng lớp dữ liệu mà chúng ta sinh đối tượng dữ liệu thì chúng ta phải chúng ta gọi nó như một cái hàm ấy. Nhưng mà là khi chúng ta gọi một cái lớp ra để gọi hàm nhé. Đấy, hàm. Khi chúng ta gọi hàm là chúng ta phải có cái tên hàm sẽ mở ngoặc đóng ngoặc mà. Đấy, thì đây chính là cái lời gọi. Trên ở trên Python người ta xếp lớp này làm một đối tượng dạng hàm. Đấy. Thì khi tôi gọi như này này thì máy sẽ tạo ra một cái khi tôi viết là x bằng c bằng c thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng dữ liệu nào trong bộ nhớ và x sẽ còn trỏ vào đó. Đấy, nhé. Đây tôi viết lại chỗ này nhé. Đấy, tôi viết lại cho các bạn xem nhé. Giả sử tôi viết là đặt tên là class này c này hai chấm này ở dưới tôi khai báo là rỗng thôi. Đấy, như này nhé. Đấy. Rồi thì khi tôi viết x bằng c như thế này, c sẽ là mở ngoặc đóng ngoặc thì đây chính là cái lời gọi hàm giống như vậy. Cái lớp khi tôi tạo ra một dữ liệu từ một cái lớp cho trước thì cái lời gọi đó như là một lời gọi hàm nhé. Và khi đó khi gọi này thì máy sẽ tạo ra trong bộ nhớ một cái đối tượng, một cái p object nhé. Đó, nó có bốn cái giá trị, bốn cái ô nhé. Cái ô này kiểu của nó là kiểu C. Đấy, kiểu C. Cái ID của nó là có rồi. Cái reference của nó là đây. Cao bằng 1. Còn giá trị, cái value thì đây khi mô tả này thì nó không có value gì cả. Và value của nó là null bằng none. Để chúng ta chỉ có gì. Cái phần đối tượng gì mới này, cái value này các bạn muốn thì cái phần này là phần rất là khó, cực kỳ khó của Python. Thì phần này các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn hãy xem cái cuốn sách nhà tôi viết, cuốn sách Python nâng cao thì cho tôi viết rất kỹ cái phần này. Như phần này là khi chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn nữa vì cái value, cái giá trị của một đối tượng dữ liệu ấy thì chúng ta sẽ phải học sâu hơn, nó khó hơn mà nó vượt quá cái bài hôm nay, nó vượt quá ấy, bài hôm nay nhé. Rồi thì như vậy là chúng ta thật ra là đúng là nó không có giá trị luôn. Đây, bây giờ tôi viết nhé, bây giờ tôi viết như vậy tôi vẫn tạo ra x là một đối tượng nhé. Bây giờ tôi viết y là một cái tạo ra y một đối tượng nữa của c này, y
tạo ra là một đối tượng nữa của C này. Đó. Thì tôi kiểm tra này x thì có bằng y không, và nó hai cũng là có phải là một cái ô trong bộ nhớ không? Không. Đấy, như vậy là chúng ta khi chúng ta tạo ra một cái đối tượng C bất kỳ mà làm dạng là đơn giản nhất nhé, là nó là đối tượng là mô tả bằng rỗng, thì khi chúng ta gọi cái hàm nó ra thì nó sẽ tạo ra một đối tượng nằm trong bộ nhớ và không có hai phần tử nào nằm chung bộ nhớ hết, khác nhau hết. Vì tôi kiểm tra x gì bằng y không vì bằng giá trị cũng năn nốt, suy ra cũng mà không, cũng mà false hết. Như vậy là tất cả các đối tượng của cái lớp C này đều là không bằng nhau về mặt giá trị, được chưa? Đó. Được rồi, thì chúng ta chú ý nhé. Đây, như vậy ở trong game, chúng ta vừa tạo ra đối tượng là x gì này và cái lớp là C nhé. Đó, thì bây giờ tôi quay lại cái một số khái niệm đơn giản nhất của khái niệm lập trình đối tượng là như sau nhé. Này, khi tôi tạo ra cái lớp là C đó nhé, tôi tạo ra một cái lớp là C đó, một class hay một cái lớp là C nhé, lớp là C đó. Khi tôi viết x gì bằng C như này đấy, thì x gì sẽ là một cái đối tượng thuộc lớp C đấy, nó là một cái đối tượng. Và trong cái ngôn ngữ của lập trình đối tượng, người ta gọi nó là một cái thể hiện của cái lớp C. Đó, một cái thể hiện nhé. Đấy. Tiếng Anh nó là instance. Đấy. Instance của cái lớp C nhé. Đấy. Thì như vậy là một cái lớp C như vậy, nó có thể tạo ra rất nhiều đối tượng dữ liệu, rất nhiều các cái thể hiện khác nhau. Đấy, và khi chúng ta xây là một cái lớp bất kỳ, thì tất cả các đối tượng như là x, y, z chúng tạo ra này thì nó nằm trong cái vị trí khác nhau của bộ nhớ ở trong máy tính, và nó không có cái nào bằng nhau về giá trị hết. Đó, được chưa? Đó. Thì khi đó tôi sẽ có thể dùng cái hàm sau đây tôi kiểm tra này. Tôi dùng cái hàm là is instance. Đấy. Hàm này kiểm tra xem là cái x gì đấy có nằm trong lớp C hay không. Đấy, kiểm tra nhé. Đó. Thì nó sẽ true ngay. Bây giờ tôi is instance. Liệu như tôi viết là 12C nằm không? Nó là false ngay. Nhưng mà is instance kiểm tra xem đối tượng là 12 có nằm trong cái lớp là in hay không. Chúng ta nhớ là in là một lớp nhé. Cái thì nó yes, chúng ta chú ý là in là một lớp dữ liệu này, float chúng ta học rồi là kiểu dữ liệu, là một lớp dữ liệu này, bool là một lớp dữ liệu này, str là một lớp dữ liệu này, đúng không nào, list là một lớp dữ liệu này, đó, tuple là một lớp dữ liệu này, đó, tuple hay là range là một lớp dữ liệu khác này, đấy, vân vân, thấy không nào? Là chú ý nhé. Khi tôi viết là x gì bằng 1.2 thì x gì nó là kiểu dữ liệu gì, nó là type của nó, x gì là kiểu dữ liệu là float. Do đó cho nên dùng cái hàm is instance x mà là float thì nó trở về là true. Còn is instance mà x gì mà tôi biết là in thì nó không đúng, nó không nằm trong cái lớp là in thì nó false, thấy không nào? Đấy. Khi tôi viết là a bằng 1, 2, 3 thì a nó làm thuộc cái lớp dữ liệu là list, chứ tôi dùng từ instance. Hàm này chúng ta chú ý nhé, a và đây là list thì nó nằm trong. Đấy, chú ý. Đấy, như vậy cái hàm rất quan trọng nhé. Hàm kiểm tra sẽ là một cái đối tượng, một cái thể hiện này nó có nằm trong cái lớp này không. Đấy, như vậy tổng quát của cái hàm này là như sau. Cái hàm này là cái hàm chúng ta dùng cái hàm là is, hàm tổng quát như là is instance. Đây là một cái object, còn đây là class. Kiểm tra xem là cái đối tượng này có nằm trong class này không. Nó trả lời true nếu mà cái đối tượng nằm trong class đó, còn nếu không thì là
Được chưa? Rồi, như vậy là một tổng thể nhé, là một lớp, khi mô tả một lớp là mô tả một lớp, tức một lớp nhiều đối tượng khác nhau. Cái đối tượng khác nhau này là cùng chung một cái cùng chia sẻ chung các cái thuộc tính nào đó, là chính là các cái đối tượng hay các cái thể hiện, các cái instance của cái lớp đó. Khi chúng ta mô tả một lớp thì thông thường là để mô tả các cái đối tượng là các phần tử có chung một cái gì đó, chung ý nghĩa gì đó, thông thường là như vậy. Để mô tả một lớp, mô tả một lớp là tất cả các cái tam giác, mô tả một lớp là các cái hình tròn, mô tả một lớp đối tượng là các cái hình vuông chẳng hạn, thì là trong thực tế chúng ta mô tả những cái đó nhé. Đấy, thì rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ở đây chúng ta vừa mới làm là chúng ta tạo ra một cái lớp chung chung thôi, mà nó là mô tả rỗng. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả, bắt đầu học xong cái phần mô tả. Thì đây thì khi chúng ta mô tả một cái lớp thường nó có cái gì, giống cái này là cái này lý thuyết chung của lập trình đối tượng nhé. Khi mà tôi mô tả một cái lớp nhé, bây giờ tôi mô tả một cái lớp thì chúng ta phải làm cái gì. Thực ra khi mà chúng ta đọc kỹ trong các cái tài liệu khác, trong sách của tôi viết ấy, thì nó rất là rộng lớn, nhưng mà ở đây tôi chỉ nói các bạn một ý thôi, là chúng ta sẽ mô tả các cái đặc tính của các cái đối tượng dữ liệu ở trong lớp đó. Thì cách mô tả đây ý đó, tôi sẽ mô tả các cái thuộc tính và hàm, hay là có dùng một từ khác, hay là dùng từ là phương thức của đối tượng, của các đối tượng. Thì tất cả các đối tượng của một lớp học, của một lớp, nó phải chia sẻ chung các thuộc tính đó, các cái đối tượng. Đấy. Thì như vậy là mô tả thuộc tính là một này, và hàm là hai, hay là phương thức. Đấy, thầy nhé. Đấy. Cái đây là cái nhà. Thì cái làm như sau này. Thì vì như vậy là khi chúng ta tạo ra một cái lớp là C chẳng hạn, thì chúng ta viết là x gì bằng C như thế này, hay là y bằng C như thế này. Thì như vậy x là các đối tượng nằm trong cái lớp là C, và như vậy chúng mình có các cái này là chúng mình có các cái thuộc tính giống nhau, rồi chia sẻ chung nhau các cái phương thức. Đấy. Ví dụ như là tất cả các cái dãy, các cái list, phần tử là list thì có chung những cái thuộc tính, như là các lệnh, như lệnh append là một này, lệnh remove này, lệnh sort này, đó là các phương thức của mô tả các đối tượng của cái lớp đó. Thì bị tổng quát là như thế nhé. Như vậy khi mô tả một lớp tổng quát là chúng ta phải mô tả, một là mô tả các cái thuộc tính, và hai là mô tả các cái hàm, các cái phương thức. Đó, thì cái làm thật ra cái mô tả là rất đơn giản. Khi ta đi vào cái lõi của lập trình hướng tượng rồi thì nó đơn giản, giống hệt như là lập trình hướng tượng của Pascal hay của C, không có gì khác cả. Đấy, bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta lại mô tả thử nhé. Đây tôi mô tả thử. Đây. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái gì bây giờ? Tôi sẽ ví dụ nhé, tôi sẽ mô tả một lớp như sau, là một lớp của tôi là gì? Tôi sẽ mô tả lớp của tôi là gồm các cái cặp hai số nha, cặp hai số nguyên x và y. Nôm na là đây là các cái điểm nguyên ở trên màn hình. Được chưa? Tôi cứ cho điểm nguyên lên đã nhé. Tôi làm như sau này, bây giờ làm cách chúng ta mô tả nhé. Bây giờ tôi viết là class này. Thực hiện tôi là thực hiện tôi là p đi, là point đi nhé, point nhé, point rồi hai chấm xuống dòng, hai chấm nhé. Bắt đầu mô tả cái point nhé. Point là một lớp có cái điểm, và thực hiện tôi là điểm gồm qua hai tôi x và y. Thì để tôi cho là bất kỳ đi, chứ không cần thiết phải là nguyên hay là thực bất kỳ nhé. Như vậy là mỗi một cái điểm nguyên đó, thuộc tính của nó gồm có hai thuộc tính là x và y. X là tọa độ x, y là tọa độ y nhé. Là như sau này. Thì khi em để mô tả thuộc tính của một đối tượng ở trong lớp, chúng ta bắt buộc phải dùng cái định nghĩa, dùng cái def và init. Đấy, chúng ta đây là cái hàm bắt buộc phải mô tả nhé. Init là hai gạch dưới phía trước, init hai gạch dưới, và chúng ta mở ngoặc ra, và chúng ta bắt buộc phải có cái self nhé. Bắt buộc phải có cái này. Thầy, em không nhìn thấy màn hình ạ. Không thấy à? Vâng ạ. Làm nào bây giờ nhỉ? Đây tôi bạn nhỏ cho tôi. Có thấy không? Dạ thấy. Đây tôi coi lại cho.
Đợi thêm tí nhé, tôi co lại một tí nhé, được chưa? Tôi co lại cho nó cho... đây này. Được rồi thầy ạ. Thấy chưa nhá? Được rồi. Đấy, bây giờ mà đây đâu 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 anh nhỉ? Đây 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 nhé. Đây là tôi đang viết lại cái mô tả lại một cái mô tả là một cái lớp cụ thể là tên là lớp quanh sẽ gồm bao gồm những cái điểm trên màn hình, mỗi điểm như vậy là gồm có hai tọa độ x và y, được chưa nhé. Ở đây có hai cách, một cách là chúng ta dùng cell này không thôi cũng được, không sao nhé. Cách thứ hai là chúng ta đưa cái xy vào cái tham số của cái hàm init. Tôi mô tả sau ý nghĩa của cái này là cái gì nhé. Đấy nhé. Và đây chúng ta enter và chúng ta viết là cell, bắt buộc phải viết cell, nhưng cell là mô tả. Khi chúng ta cái từ khóa cell là cái từ mô tả bản thân cái đối tượng của cái lớp đó, cell x bằng x nhé. Và cell y bằng y. Đấy. Được chưa? Thì đây là cái đây là tôi mô là và đây như vậy là khi viết này thì ở trong cái hàm init này, cái hàm init là cái hàm mà nó sẽ gọi khi chúng ta gọi một cái đối tượng của lớp này thì luôn luôn nó gọi cái hàm init này lên, luôn nó gọi như vậy. Chứ hàm init là cái hàm bắt buộc phải khai báo để khi chúng ta muốn khai báo các cái thuộc tính của các đối tượng ở một cái lớp thì bắt buộc phải có khai báo là cái hàm init này, hàm này hàm rất quan trọng nhé. Thì hàm init này bắt buộc phải có từ khóa là cell. Còn xy này có thể không có cũng được nhé, tùy các bạn. Chứ này còn phía dưới này cũng phải có này. Đó. Cái này phải có này. Còn nếu mà ở đây không có xy, ở đây có thì chúng ta có thể mô tả đặt là xy theo xy bằng 0 cũng được, bằng 1 cũng được, nhưng có xy đây chúng ta luôn vào đây nhé. Đó. Thì đây là trường hợp nhất, chúng ta chỉ khai báo thuộc tính của cái đối tượng point thôi, nhưng mà không khai báo phương thức. Enter luôn này. Đấy. Như vậy tôi vừa mới tạo xong một cái đối tượng, một cái lớp gọi là lớp quanh. Lớp quanh là gồm có các cái đối tượng, mà đối tượng này là nó có hai thuộc tính x và y nhé. Để tôi viết này, khi tôi viết là p khai báo này, p nhé, p là tôi dùng cái p nhỏ này bằng quanh lớn này nhé, quanh lớn này, quanh, và tôi mở. Khi viết như này thì máy báo lỗi ngay. Khi viết như này enter thì khi viết này thì máy sẽ gọi cái hàm này, gọi cái hàm này, hàm này bắt buộc phải có hai tham số là x và y. Cái cell này là nó chỉ ý nghĩa là nó là mô tả đối tượng nhé. Khi mà gọi hàm thì không cần, không thì nó không gọi cái cell này. Cái cell này chỉ có ý nghĩa là nó là cái hàm init một để mô tả, để định nghĩa một đối tượng. Còn x y để mới là chính này. Khi viết xy đây bắt buộc phải viết xy đây, không có gì là sai nhé. Đó, viết là lỗi ngay, enter là lỗi ngay này. Đấy, bắt buộc phải viết là gì, phải viết là x là p bằng đây point mô tả gồm có hai cái biết xy là 2, y là 3 chẳng hạn. Đó, 2 này, phẩy 3 thì được. Đấy, enter. Đấy, thì được nhé. Thì như vậy bây giờ tôi đã tạo ra là một cái đối tượng là p, là một đối tượng nằm trong cái lớp là point nhé. Và p đó nó có hai thuộc tính là x và y, và tôi viết là p chấm x thì khi mô tả tôi viết cho p nó chính bằng 2, p chấm y thì nó chính là gì, nó chính là 3 đó. Và bây giờ tôi có thể gán tiếp p chấm x, tôi đặt lại là 10 chẳng hạn, chẳng sao cả, 10 đấy, hay là p chấm y đặt lại là bằng 11 chẳng sao hết nhé. Đó, các bạn thấy không nào? Đấy, như vậy là thì như vậy tôi đã tạo được cái một cái kiểu dữ liệu nhé. Đấy. Một cái tạo ra một cái lớp dữ liệu mới là dữ liệu là point đúng không nào? Đó. Khi tôi gọi cái point này ra này, khi gọi ra thì máy tính nó sẽ gọi cái hàm init này ra. Hàm init này có bao nhiêu tham số? Thì ở chỗ này phải có bấy nhiêu tham số. Khi viết là p bằng point 23 thì máy sẽ gọi là init 23. Đấy. Trên cái chỗ này là phải trùng khớp với cái này nhá, trùng khớp với cái này nhé. Mà không được phép sai. Khi viết này là cũng sai này, khi viết là p bằng viết là q đi, q bằng point mà viết là 1 như thế này là 1 thì nó sai nhé, có một cũng sai, bởi vì có đây nó có hai tham số cơ.
Đấy, hai thông số. Các bạn thấy không nào? Đấy. Cái init là cái rất quan trọng nhá, rất quan trọng. Đó. Thì chúng ta bia tôi mô tả tiếp nhá. Bia khi mà đây khi tôi biết là P như này đấy, thì nó ra cái này thôi. Bia tôi muốn là biểu diễn cái P ra nó sẽ ra đúng là XY tôi làm như nào? Tôi làm như sao? Bia tôi viết lại nhé. Bia tôi mô tả lại này. Def này, def nhá. À, xin lỗi, def là class, tôi đi nghĩ lại nhé, class này. Point hai chấm xuống dòng này. Đầu tiên tôi def cái thứ nhất nhé là init nhé, init này. Self phải x phải y, cái này là bắt buộc phải có này. Sau đó là self bắt buộc phải có x gì bằng x và self y bằng y buộc phải có nhé. Rồi tiếp theo bây giờ tôi sẽ mô tả để mà tôi biểu diễn thay thế cho cái này này. Đó, thì tôi làm như sau, tôi có một cái hàm rất quan trọng, cái hàm này có làm hàm hệ thống nhé, def này. Hàm này là cái hàm mà là repr. Đấy, cái hàm này cho chú ý nhé. Cái hàm này là cái hàm để nó biểu diễn cái từ này, cái từ repr là tắt của từ là representation đấy, nó làm mô tả lại cái biểu diễn của cái đối tượng đó khi chúng ta viết trên màn hình. Ví dụ tôi viết như này thì tôi mô tả như sau nhé. Đây thì nó sẽ trả lại cái đây nó sẽ trả lại như sau, nó sẽ return là cái nó trả lại một cái số ký tự là như sau nhé. Return như sau này, return là như sau, return cái số ký tự là như này. Đây rồi, bị lỗi như này như nào nhỉ, phải sâu được nhé. Nó sẽ trả lại cái hàm này nó trả lại một cái sâu để mô tả cái XY này nhé. Đây thì tôi mô tả đây nó là cái chữ P này, P nhé. Đấy, xong là cộng với này P, sau đó là mở ngoặc này, đúng không nào, mở ngoặc này. Cái này làm sao cái bàn phím của tôi nó bị lỗi sao, bàn phím này nó bị lỗi, cái bàn phím của tôi bị lỗi, được không sao, dùng ví như cái nào đây, cái này này cộng với này, tôi muốn là in ra là P mở ngoặc X và Y đấy nhé. Thì đầu tiên P sau đó là cộng với str đổi ra của cái là self chấm x, được chưa, self chấm x, sau đó là cộng với dấu phẩy, sau đó là cộng với str của self.y. Đấy, nó là cộng với gì? Cộng với dấu này. Đấy. Được chưa? Đấy. Cái enter này. Đấy, thì bây giờ tôi viết lại nhé. Khi tôi viết là p bằng point thì p bằng point point của họ 10 mua chẳng hạn. Thì tôi viết p này, nó sẽ hiện ra là P là 11 đấy. Nó không in ra như này nữa mà nó sẽ in ra như thế này. Thì cái chỗ này này khi viết P đây thì máy chạy cái hàm này. Hàm này và máy trả lại cái giá trị, trả lại trên màn hình là chị là nó làm cái sâu của một chữ P này, mở ngoặc này, xong cái số x này, đó. Cái loại là cái thuộc tính x sẽ là dấu phẩy này, phẩy đây này. Đấy, xong là số y này, xong dấu hai dấu mở đóng ngoặc đấy thì thấy dễ hiểu hơn không, rất dễ hiểu, có chữ P đúng không. Đấy. Thế đây là mà ta thêm cái hàm nữa nhé, rất là hay nhé. Đó, được chưa. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau định nghĩa thêm một số hàm khác nhé. Chúng ta sẽ làm bài tập luôn mà sẽ làm ngay trên màn hình nhé. Bây giờ bài tập như sau này, đây bài tập như này tôi muốn làm như sau này, đây bài tập nhé, mà chúng ta sẽ định nghĩa luôn trên màn hình luôn, chúng ta thấy hay ho nhé. Đây bây giờ bài tập luôn mà chúng ta sẽ cùng nhau làm luôn cái vừa làm coi như vừa lý thuyết của bài tập luôn nhé. Đây bây giờ chúng ta bài tập 1 này,
Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái lớp có tên là N, tên là num nhé, 5 nhé. Và khi chúng ta gọi hàm thì ta gọi hàm là ví dụ như là số chẳng hạn, khi ta gọi một cái so nhé, đây, số đấy, số bằng 5 này, và cái hiệu đây là N đấy. N là có thể làm cái số nguyên bất kỳ nhé. Thì cái hàm này thì cái này nó có cái giá trị là nó sẽ làm kiểu dữ liệu thùng, và nó chứa tất cả các số chứa tất cả các số tự nhiên từ 1 cho đến từ 0 cho đến n, được chưa? Đấy. Giờ tôi tạo ra một cái năm, một cái đối tượng n 5 này, và khi tôi gọi nó, đối tượng của nó là một kiểu dữ liệu thùng chứa là n số tự nhiên đầu tiên khi vị như này, thì nó chính là cái dữ liệu thùng gồm các số tự nhiên từ 1, 2, 3 cho đến n, từ 0 đi nhé. Đấy. Làm như thế nào? Đây là bài tập nhé. Bây giờ tôi làm trên máy tính này. Đấy, làm cho các bạn xem nhé. Ngoài đây các bạn thấy ngay là cách chúng ta tạo ra một kiểu dữ liệu thùng như thế nào. Thùng nhé. Thùng chứ không phải dữ liệu tuần tự nhé. Thùng là cái lớp trên cùng ấy. Đâu rồi? Thùng là cái lớp trên cùng ấy. Thùng là cái lớp này này. Là nhớ lại cái thùng nhé. Đây, thùng là to nhất này. Đấy, thì cách chúng ta định nghĩa một lớp dữ liệu kiểu thùng là như thế nào? Là như này, đây. Bây giờ tôi định nghĩa này class 5 nhé, 2 chấm. Được chưa? Thì cái năm này là chúng ta chỉ có một cái đối tượng của nó là đầu vào của nó là số n thôi. Tôi def init self và n như vậy. N là một cái thuộc tính của cái đối tượng này nhé. Mà tôi đặt tên là self.n bằng n. Yeah. Được chưa? Thì tới đây là xong. Cái đấy bây giờ tôi sẽ định nghĩa thêm nhé. Tôi định nghĩa thêm là cái biểu diễn của nó. Tôi dùng cái hàm trên này def biểu diễn của dữ liệu này. Khi tôi viết là số đã ra thì máy nó sẽ báo là dữ liệu thùng. Đấy, dữ liệu thùng từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Đấy, viết thế nhá. Def này, tất cả những cái hàm mà tất cả những phương thức ở trong cái lớp mà mô tả bằng hai dấu gạch dưới đầu và cuối đều là những hàm hệ thống nhé, đều cái phương thức hệ thống này, dùng là repr self. Thì như sau nhé, đây cái hàm này là sẽ mô tả như sau, nó sẽ là return này. mở ngoặc này biết tiếng Việt luôn nhé, dãy hay là thùng các số từ có biết cách dùng cái nhé, từ này phải xong nó là không cái luôn từ không đến nhé. Đến như này, đến sau đó thì đóng ngoặc, đóng sau đó là chấm cộng với str của n. Đấy. Được chưa? Đấy. Nhưng mà khi chúng ta gọi một số đó thì nó báo là không n, hỏi xin lỗi, n không. Phải lái này chứ, phải là self. Chấm. Đấy. Đấy, được chưa? Đây là sâu mà. Được chưa? Đấy, xong. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ ba quan trọng. Phần thứ ba là chúng ta sẽ có cái hàm này là hàm để quy định nghĩa thế nào là thùng. Cho dùng cái hàm này là hàm là contain. Đấy, cái hàm này nhé. Đấy, cái hàm này là hàm rất quan trọng. Cái hàm này là nó kiểm tra xem một cái số x gì này có nằm ở trong thùng hay không. Đấy. Nhé. Được chưa? Thì hàm này như sau này. Hàm này nó x thì sẽ nằm ở trong cái thùng là với số n ở trên, chỉ khi là x là số nguyên, đồng thời là x lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn bằng n, được chưa?
Đấy, tôi làm như sau này. Đây nhé. Cái hàm này nó trả về đúng nếu mà x nằm lớn hơn 1, lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn bằng n nhé. Đây là return. Return là is instance. Bắt buộc nó phải là nguyên này. Nó phải là nguyên chứ nó phải in này. Đấy, nó phải là nguyên. Đây là cái hàm để mô tả nó là nguyên nhé. And đồng thời này. And là x phải lớn hơn hoặc bằng 1. And x phải nhỏ hơn hoặc bằng self.n. Đấy. Thế không nào? Như vậy là cái hàm này nó sẽ cái hàm cân thiên này là cái hàm này tương đương với cái in đấy. Nó trả về đúng khi chỉ khi là gì, là x phải là nguyên, đồng thời x lớn bằng 1, đồng thời x nhỏ hơn bằng n. Đấy. Được chưa? Xong. Và như vậy tôi vừa mới tạo ra một cái lớp mới rất quan trọng, là lớp mới này là một cái kiểu dữ liệu mà nó chứa đối tượng của nó là các cái thùng. Thùng này là gồm có n phần tử. N là chỉ làm cái thủ tính của số nhá. Để tôi viết này. Bây giờ tôi viết là như sau nhé. Tôi viết làm tôi ký hiệu lại là n lớn ấy. N bằng 5 100. Được chưa? Đấy, như vậy n của tôi nó sẽ làm một cái đối tượng dữ liệu. Tôi tie nó ra cái n này này. Nó là lớp này, và tôi viết n enter nó báo này. Thùng các số từ 0 đến 100. Đấy nhá. Tôi viết là 1 in n có được không? Được. 2 12 in n có được không? N 2 đúng không nào? 1.2 in n có được không? No, không được nhé. 101 in n. Như vậy là cái đối tượng n của chúng ta, cái đối tượng dữ liệu của chúng ta này là đối tượng là nó thỏa mãn kia toán tử in. Được chưa nào? Và như vậy suy ra theo định nghĩa, suy ra nó là kiểu dữ liệu thùng. Đấy, bạn thấy không? Như vậy chúng ta vừa định nghĩa xong một cái lớp dữ liệu mới mà các đối tượng của nó là kiểu dữ liệu thùng. Và bây giờ các bạn thấy, nhưng mà tới đây chúng ta có thể tạo ra được các kiểu dữ liệu nằm trong thùng, không nằm trong tuần tự. Thằng này không trợ tuần tự nhé. Khi tôi viết là x for x in n, và tôi muốn print nó ra này, máy báo lỗi ngay, print x thì máy báo lỗi ngay vì nó không có trợ lệnh for in nhé. Không có trợ lệnh for in nhưng mà có trợ lệnh in. Vậy suy ra nó không phải là kiểu dữ liệu tuần tự nhưng mà nó là kiểu dữ liệu thùng. Đấy, bạn thấy đấy, như cái bài này là phần hơi nâng cao rồi đấy nhé. Tới đây là mặc dù rất đơn giản thôi nhưng mà nó là nâng cao đấy, bạn thấy được chưa đấy. Có thấy khó không? Các bạn thấy chỗ này bắt đầu thấy rất khó đúng không? Hơi khó đúng không? Nhưng mà cái lớp dữ liệu này của chúng ta là cái lớp dữ liệu nó nằm trong thùng nhưng không nằm trong tuần tự. Được chưa? Đấy, chỉ đó là cái, như vậy chúng ta thấy nó phải có ba cái hàm này. Thì như vậy có rất nhiều cái hàm khác nhau nhé, để có thể mô tả trong cái hệ thống. Khi mô tả một lớp thì ngoài việc chúng ta khai báo cái lớp này ra, các đối tượng này ra, chúng ta sẽ khai báo những cái hàm khác. Thế thì sau này ở trong phần lớp 11 đấy, chúng ta sẽ học cách tạo ra một cái đối tượng làm tạo ra một lớp dữ liệu mới, nó làm một cái danh sách liên kết, thì nó gồm có đối tượng như nào, gồm có những hàm nào chúng ta phải mô tả. Đấy. Rồi chúng ta mô tả một cái lớp dữ liệu là sang đến lớp 12 và học các lớp dữ liệu như là tạo ra các cái lớp dữ liệu là các cái hàng đợi hay là ngăn xếp, hay là kiểu dữ liệu là cây hay là đồ thị, thì tất cả cái đó đều là được khai báo bắt đầu từ những cái lớp như thế này đó. Được chưa? Đấy, nó rất là hay đấy, nó rất là. Bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp cho các bạn mà một cái lớp nữa, mà cái lớp này là đối tượng riêng này, nó là kiểu dữ liệu tuần tự nhá. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả một đối tượng nó không những là thùng mà nó là tuần tự cơ. Đấy. Nó rất là hay nhá. Thì như này. Bây giờ như sau, bây giờ tôi sẽ nôm na tôi sẽ làm như sau. Bài tập 2. Đây là bài tập 2 nhé, đây là bài tập 1, bây giờ chúng ta sang là bài tập 2. Bài tập 2 là như sau. Bài tập 2 như này nhé. Bài tập 2 là tạo một cái lớp
có tên là prime nhá, prime là cái dãy prime SC, là dãy các số nguyên tố. Thì như sau, thì cái kiểu dữ liệu của nó, tôi lấy ví dụ như là Q mà bằng là prime mà mở ngoặc là N. Đấy. Thì cái Q này là gì? Thì Q là nó là một dãy tuần tự, là một kiểu dữ liệu, là dữ liệu tuần tự gồm tất cả các số nguyên tố nhỏ lên N. Được chưa? Làm được không? Được. Nhé. Đây sẽ làm cái kiểu dữ liệu là chứa hay là gồm, bao gồm các cái số nguyên tố, các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N, và nó thuộc kiểu dữ liệu là gì, là tuần tự. Nó kiểu dữ liệu là tuần tự nhé, chứ nó không phải là dãy. Tuần tự thì ví dụ là prime mà. Khi tôi viết là Q bằng prime 2 thì nó chỉ có một số, tức là số 2. Khi tôi viết là Q bằng prime 10 thì nó gồm có số là 2, 3, 5. Đó. 2, 3, 5, 7. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 mà, nhỏ hơn bằng 10. Đấy. Thì nhưng mà nó không phải là dãy, mà nó là tuần tự. Đấy, tuần tự nhé. Rồi chúng ta làm cùng nhau. Ở trên này là thùng tuần tự. Tuần tự thì phải có cái gì? Đây, tôi mô tả các bạn cách chúng ta tạo ra một kiểu dữ liệu mới nhé. Đây, bây giờ tôi làm tiếp nhé. Để tôi định nghĩa này, class là viết hoa đi, là prime chữ SC nhé. Đó. Rồi. Đầu tiên tôi định nghĩa cái init của nó này, tiếp này. Init này. Init nhé. self.self.n khai báo có n nhé. Đấy. Và chúng ta khai báo def. Rồi. Mà là self.n bằng n. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi khai báo tiếp tục này. Không cần khai báo cái repre này nhé, cái chỗ này bỏ đi nhé. Khai báo luôn cái hàm mà nó để định nghĩa được cái kiểu dữ liệu xin lỗi, tôi chưa làm được cái đó. Bây giờ từ đó tôi phải có một cái hàm kiểm tra nguyên tố đã. Bây giờ tôi xóa đi. Bây giờ tôi viết cái hàm, kiểm tra bên ngoài, để viết cái hàm là đặt tên là prime. Hàm này sẽ kiểm tra xem n là nguyên tố hay không nhé. Thì n là nguyên tố khi nó là gì, nó là n, nó phải là số nguyên. Thôi được, tôi được kinh nghiệm xong, làm luôn đây nhé. Được, coi đây là n là nguyên đi. Đấy, và tôi kiểm tra nhé. Thì cái hàm này như sau này, với n mà nhỏ hơn bằng 1 thì tôi kiểm tra này làm nhanh nhé. Cái if n mà nhỏ hơn nó bằng 1 thì lập tức là return false luôn, không phải là nguyên tố. Return false. Hàm này nó sẽ trả về là nguyên tố. Đúng, nếu n là nguyên tố. Còn không thì như sau. Đây. Bên như sau tôi sẽ với n lớn 1 thì tôi bắt đầu từ 2 trở đi này, và tôi sẽ tăng k lên cho đến khi nào mà n trước cho k được dừng lại. Y đúng không? Y mà n chia cho k mà khác không. Đấy. Khác không thì tôi tăng k lên một vị, và cái này nó sẽ dừng lại khi mà n chia cho k. Đấy. Xuất phát từ 2 trở đi. Đấy. Thì nếu mà cái k này mà khi mà dừng ấy, nếu k bằng n thì suy ra n là nguyên tố. Còn nếu k mà là nhỏ hơn n thì n không là nguyên tố. Như vậy tôi ở đây tôi return là k bằng n. Đấy. Đây là nên cái hàm viết rất là nhanh nhé. Đấy, cái hàm này là nó sẽ trả lại. Nó trả về là true nếu mà n là nguyên tố. Kiểm tra thử nhé, đây là prime 11 này. Nó phải là true này. Nó là prime mà 1 thì nó là false. Prime 2 nó phải là true. Đấy, hàm này nhé. Tôi biết rất nhanh hàm này. Hàm này tôi biết cái này là khá đấy. Nó khá tối ưu rồi đấy nhé. Được rồi, thì bây giờ tôi dùng cái hàm này tôi sẽ kiểm tra nhé. Thì bây giờ định nghĩa tiếp theo này, tôi làm cái class nhé. Class nhé. Là prime có chữ SC khác nhé. Thằng này là prime không nguyên hoa, và là prime không thêm đây có chữ P viết hoa, một chữ M ở đây nhé. Hai chấm xuống dòng. Được rồi, def này. Init này nhé.
self.n. cái hàm này, cái tham số, cái đối tượng này nó có một cái tham số, một thuộc tính thôi, là n thôi nhé. Bị nhầm hay là dấu phẩy mới đúng nhé, tôi cộng lại cái này rất là dễ sai đấy. Đây là dấu phẩy nhé. Rồi, biết là self.n bằng n. Được rồi, bây giờ phần tiếp theo bây giờ tôi sẽ em viết một cái hàm kiểm tra xem là để có thể tuần tự, tức là khi mà đối tượng nó tạo ra thì nó là dãy các số nguyên tố, tuần tự các số nguyên tố nhỏ hơn là bằng n nhé, nhỏ hơn n, thì làm như sau này. Đây tôi làm như sau nhé. Tôi định nghĩa một cái hàm thứ hai. Hàm thứ hai là hàm thứ hàng hàm, hàm hàm này là hàm iter nhá. Như vậy iter chính là cái hàm mà để dùng để duyệt. Như vậy là cái hàm mà đây. Hàm iter là hàm duyệt nhá. Cái hàm mà cái hàm cần thêm này là cái hàm để một để thay thế cho cái toán tử in. Còn cái hàm iter này là thay thế cho đồng thời cả toán tử tuần tự cho cả for in đấy, được chưa? Đấy. Thì làm như sau nhé, em bình thường thôi. Này tôi làm như sau này, tôi duyệt các phần tử for, dùng lệnh for bình thường nhé, for k in range đến n nhé, đến n cộng 1. Đấy, từ 0 trở đi nhé, đến n cộng 1 nhé. Đấy, cộng 1. Kiểm tra nếu k là nguyên tố thì tôi đẩy ra if prime k. Đấy. Nếu k là nguyên tố thì đẩy ra, lệnh for nó sẽ đẩy ra, là lệnh for nó chuyển đẩy ra, thì đẩy ra bằng cái gì? Đẩy ra chính bằng từ khóa yield. Đấy, chúng ta nhớ lại được từ khóa này nhé, từ khóa k. Đấy. Thì đây chính là cái, như vậy đây là cái hàm mà nó trả, nó ở cái dạng là generator đấy nhá. Và nó dùng để mô tả cái chỗ này. Đấy. Như vậy là cái lệnh for in, cái hàm này là hàm, cái hàm iter này nó sẽ duyệt trên cái trên các cái phần tử của đối tượng này, và nó trả lại tất cả các số nguyên tố nằm từ, đây là từ 0, đây qua từ 0. Thật ra không đúng là từ 1 được, mà thật ra đây để là 2 cũng được, chẳng sao cả. Vì 2 trở lên nguyên tố. Để không cũng được, không có trả nhiều gì cả. Nếu là nguyên tố thì nó mới đẩy ra. Được chưa? Vì enter này. Đấy, xong. Như vậy cái hàm iter này là cái hàm nó thay thế cho cái for in. Cái này cái đặc biệt của Python nhé. Đây tôi viết nhé. Bây giờ tôi viết ký hiệu đây là, tôi ký hiệu đây là đặt tiện là 5 đây nhé. Đây đặt ký hiệu đây là 5. 5 bằng prime 100. Đấy. Thì bây giờ cái 5 nó làm cái đối tượng, nó làm đối tượng kiểu tuần tự. Từ time nó ra thì nó là kiểu dữ liệu là gì, là N5 này. Đấy. Là kiểu là prime này. Và bây giờ tôi có thể duyệt bằng lệnh for. For, đây chúng ta chú ý này, for x in 5. Đấy. Xong tôi print. Như vậy cái năm của tôi là print, and cái hàm print của tôi là cái này, cái phím của tôi bị lỗi nào nhỉ? Nhé. Đây. Đây cái lệnh for là duyệt các phần tử trên cái đối tượng 5 là một đối tượng nhé, 5 đối tượng thuộc cái lớp là prime này. Đấy. Đầu vào của nó là thuộc tính của nó là 100 nhé. Như vậy 5 nó có thuộc tính là 100 đấy. N nó là 100 đấy nhé. Được chưa? Và đây là cái lệnh tôi có thể duyệt trên các phần tử của 5. Như vậy 5 là đối tượng là tuần tự enter này. Mà nó sẽ in ra. Trời, xin lỗi quá, tôi làm lại. Để sao chỗ này này. Đây không phải được có 1 nhá. Xin lỗi. Tôi viết lại cái này. Đấy, dễ dỗi lắm ấy. Đây, xin lỗi. Đây. Sửa chỗ này nhá. N máy hiểu được, mà vì là cell
Thì biết là đấy thì làm nhiều cũng hay quên. Đấy. Phải là cell chấm cell n cộng 1 thì mới đúng nhá. Đã bây giờ ta bây giờ sửa đúng rồi này, bây giờ ta làm lại này, em nhá. Rồi, bây giờ 5 với lại 5 bằng prime mà. 100. Và tôi biết là for x in 5 và tôi print print x n bằng đấy. Enter này đấy, in này ra, in ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n, nhỏ hơn 100 đấy. Nhỏ hơn 100 nhé, nhỏ hơn bằng 100 đấy. Thì như vậy suy ra là vậy cái năm năm nó làm một cái đối tượng, nó làm một đối tượng mà nó là nó kiểu tuần tự và chúng ta có thể duyệt nó. Đấy, các bạn thấy có thể duyệt nó rất là hay đấy, chỗ này là cái chỗ mà các bạn chú ý nhé. Đấy, như vậy là cái mà cái đối tượng của chúng ta là nó như vậy là một chúng ta có thể tạo ra một đối tượng, một cái lớp dữ liệu là đối tượng của nó là kiểu dữ liệu là thùng nếu nó chứa cái hàm là hàm contain, còn nó kiểu tuần tự thì nếu mà đối tượng của nó là gì là số nguyên tố nhé. Vì tôi chạy lại lần nữa xem là có mấy cái báo lỗi nữa này. Đây này, đấy. Cái hàm list này, cái hàm list là cái hàm mà đối tượng của nó là kiểu dữ liệu là tuần tự nhé. Đấy. Nó liệt kê ra cả các số nguyên tố này, rất là nhanh, thấy các bạn thấy không nào? Rất là nhanh luôn. Ví dụ tất cả những cái hàm mà chúng ta biết, cái hàm hàm min, hàm max này, hàm sum này, sum tôi kể dùng sum 5 này, đây là tổng các số nguyên tố từ 1 đến nhỏ hơn 100. Hàm list này, hàm sum này đều có thể tác động là đối tượng của nó là các cái đối tượng của cái hàm list, hàm sum, hàm min, hàm max ấy đều là đối tượng của nó là kiểu dữ liệu là tuần tự hết, tuần tự nhé. Đấy. Nó rất là hay đấy, chỗ này là rất là hay. Đấy, bây giờ như vậy rồi tôi vừa mới tới đây là xong rồi đấy, nhưng mà tôi vừa trình bày các bạn rất đơn giản về cách chúng ta tạo ra các cái kiểu các cái đối tượng dữ liệu mới bằng dùng cách dùng class nhé và mô tả các cái đối tượng dữ liệu đó đấy. Bởi có thể những đây là bắt buộc phải có cái init là một là dùng để định nghĩa các cái thuộc tính của dữ liệu, ngoài ra chúng ta mô tả thêm những cái hàm là các cái phương thức của nó nữa. Mà hôm nay chúng ta tôi chỉ nói các bạn một số cái hàm mà là hàm cái phương thức mà là hệ thống thôi, chứ chúng ta chỉ học đến những cái hàm mà thay những cái hàm không hệ thống, hàm bình thường ấy thì rất là dễ. Hết như vậy tôi không có cái hàm mà nó không có cái dấu hai chấm hai, không có cái dấu hai gạch dưới ở đầu và cuối thì nó là hàm bình thường, nó hàm nó là hàm nó là public hàm bình thường. Còn cái hàm mà bắt đầu bằng hai dấu hai dấu gạch dưới và cái hai dấu dưới là cái hàm hệ thống, hàm là đối ẩn đi đối với người dùng. Thì từ đây chúng ta có thể hoàn toàn từ đây chúng ta có thể tạo ra được những cái dựa trên cái này chúng ta tạo ra là những cái đối tượng dữ liệu bất kỳ. Thì nếu mà có điều kiện khi nào sau này thì khi trong cái lớp học mà tôi sẽ mở những lớp học mà mô tả về thuật toán chẳng hạn, thì chúng ta sẽ học cách chúng ta sẽ tạo ra cái đối tượng dữ liệu là kiểu dữ liệu là linked list, đúng không? Chúng ta tạo ra kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu mới là gì, là hàng đợi, kiểu dữ liệu mới là ngăn xếp. Đấy, là có trong chương trình của sách giáo khoa đấy, lớp 11 và lớp 12 đấy, liên quan thuật toán nhé. Hay là kiểu dữ liệu là cái cây nhị phân, hay là cây nhị phân tìm kiếm, hoặc là đồ thị. Tất cả những cái đối tượng là cái đối tượng dữ liệu mà quan trọng mà trong khoa máy tính ấy, là trong Python chúng ta phải dùng các cái lớp này để chúng ta định nghĩa. Thì như vậy cái lớp này là một trong những thức rất là cơ bản, rất đơn giản thôi nhưng mà rất là cơ bản. Đấy. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé, hết giờ rồi. Tôi không thực ra nói phần này có thể nói rất nhiều được nhưng mà chúng ta không ít thời gian quá nhé. Thì nếu các bạn có hỏi gì thì các bạn cứ đưa lên nhóm tôi trả lời nhé. Thật ra cũng rất là ít, chưa là bỏ bền gì đâu, nhưng mà thôi được, biết như vậy nhé. Dạ em chào thầy ạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy, em chào thầy.